Chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Khu vui chơi Đồng Xanh chính thức khai trương. Mời quý vị và các bạn cùng mình chia sẻ nha. Thank you.
Thank you.
chơi với anh kìa. Phía bên trong này là khu vực hồ bơi để dành cho du khách đến đây để tập bơi cũng như là bơi lội trong những ngày cuối tuần hoặc là buổi chiều rất là mát.
Trong cái buổi khai trương khu vui chơi Đồng Xanh có tổ chức giao lưu bóng đá để cho anh em đến đây vui chơi cũng như là xem cái cây xăng mới trồng cỏ như thế nào. Mời quý vị các bạn cùng xem cũng như là chia sẻ cho quý vị cùng đến để mà giao lưu. Thank you.
Oh,